từng là một cặp sự trên tàu của vua hải tặc, sinh ra tại một nơi mà không một ai muốn nhắc. Sau khi Roger chết vì bệnh băng hải, tặc Roger cũng tan rã. Anh đã lập băng riêng và thu nhận gia sóc tại quê nhà. Trên mắt anh có ba vết sẹo do tên râu đen đã gây ra. Trận chiến giữa anh và râu đen nơi đó có khi đã bị tàn phá. Sức mạnh của Sun càng ngày càng tăng và nhận được nhiều lời mời. Anh và ba hải tặc khác được mệnh danh là tứ hoàng từng thế giới. Sau khi trở thành thuyền trưởng của chiếc tàu hải tặc của mình, anh đi đến một hòn đảo gặp được cậu bé Luffy rất thông minh. Mất đi cánh tay trái khi cố cứu cậu bé khỏi con quái vật biển, trao cho Luffy chiếc mũ rơm của mình, hẹn gặp lại và nói lời tạm biệt. Ai ai cũng tưởng tứ hoàng là phải ngầu và có máu mặt nghiêm túc trong tất cả mọi tình huống, lạnh lùng còn phải thật là nghiêm khắc. Anh là một người cực kỳ vô tư với đầy lòng trắc ẩn và vị tha. Điều này khiến anh rất được tôn trọng với các thuyền trưởng khác cho dù gần xa. Yeah. Sức mạnh của Sun thì khỏi phải nói, nghe đến tên anh đủ để run rẩy. Từng là đối thủ của Mihawk The Dawn, râu trắng chỉ bằng một tay. Gặp anh thì tụi mày đừng gáy đến cả chớ đỏ, còn không dám chọi xuất hiện tại Marineford. Chấm dứt trận chiến chỉ bằng một lời nói. Đã từng thấy Sun dùng Haki ngay lần lên tàu, râu trắng cũng khen ngợi năng lực chịu người chỉ có một Haki để vương vững tầm thế giới. Thách thức tên râu đen, kẻ vừa lớn tiếng tuyên bố phá hủy hòn đảo. Hắn ta từ chối và bỏ đi vì hắn nghĩ còn quá sớm để dây vào. Nói với Sengoku thi thể râu trắng và Ace do anh chôn cất tại thánh địa, gặp ngũ lão tinh xuất hiện một cách rất là bí mật. Bằng kinh nghiệm của những trận thắng và thua, luôn có lúc sẽ gặp bất trắc. Một người đàn ông vẫn sẽ là một người đàn ông, chẳng sao nếu rơi nước mắt. Yeah.